Quý vị khán giả của VTV Cup thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với sân Rộng Vinh để theo dõi trận đấu được coi là tâm điểm của vòng thi đấu thứ 3 Knight Vô Địch League 1 mùa giải năm 2022. Và ngày hôm nay trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón đội bóng rất mạnh, đó là Hoàng Anh Gia Lai. Với việc Hoàng Văn Khánh đã không thể kịp bình phục chấn thương thì chiếc băng đội trưởng sẽ được trao cho Quế Ngọc Hải. Đây cũng là một điều khá hợp lý thôi. Đây là đội hình ra quân trong hiệp 1 của cao thủ Sông Lam Nghệ An. Thủ môn số 18 Nguyễn Văn Hoàng, số 2 Phạm Thế Nhật, số 3 đội trưởng Quế Ngọc Hải, số 7 Phạm Xuân Mạnh, số 10 Olaha. Trong khi đó thì đội hình ra quân của đội khách Hoàng Anh Gia Lai trong khung thành là số 26 thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, số 3 Kim Đông Xu, số 6 đội trưởng Lương Xuân Trường, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 8 Trần Minh Vương, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Nguyễn Công Phượng, số 7 Vũ Văn Thanh, số 30 Brandao. Hữu Tuấn đã bị Covid-19 và anh không thể kịp hồi phục cho trận đấu này. Và ngày hôm nay thì Kim Đông Xu cũng chơi thay cho vị trí của Văn Việt. Công Vượng cũng xuất phát ngay từ đầu trong trận đấu này. Và như vậy là trận đấu bắt đầu. Ngoài Gia Lai trong trang phục màu trắng bảo vệ cầu môn phía tay trái, hướng theo dõi của quý vị và các bạn là đội giao bóng trước. Thế Nhật. Đường chuyền tốt của Thế Nhật. Đây là Phạm Văn Đức. Rất thoáng. Tuấn Linh đã phải rời xa khung thành. Cơ hội. Không được, chậm mất rồi. Phạm Văn Đức treo bóng, có sẽ đi. Chiều cao quá tốt của Mauricio. Mauricio cao tới 1m98 và trong pha không chiến vừa rồi thì anh đã thành công. Michael Olaha dứt điểm từ xa. Pha sút xa vừa rồi là của Mark Nkongho. Này thì Oseni được đăng ký để thay cho cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất cho Sông Lam Nghệ An. Ngay lập tức huấn luyện viên Kia thì sắc đã bố trí. Olaha, vẫn là Olaha. Phạm Văn Đức và can thiệp rất hay của Kim Đông Xu. Nói thì huấn luyện viên Kia thì sắc đã bố trí ngay hai trung vệ ngoại, đó là Kim Đông Xu và Mauricio. Tất cả các đội bóng đã phải chốt ngoại binh với ban tổ chức của V-League. Như vậy nếu như muốn có sự thay đổi thì chắc chắn sẽ phải đợi tới hết giờ đoạn lượt đi. Đây là Olaha, phía trong lối sẽ đi căng ngang. Pha đổ người rất chính xác đến từ Huỳnh Tuấn Linh. Chính là một những thủ môn chơi cực kỳ ổn định ở V-League. Công Phượng khá hay, tốc độ của Văn Toàn kịp không, rất nguy hiểm. Và tạt bóng khá dẻo của Văn Toàn đến Oseni. Hợp rất hay Minh Vương, căng ngang, không được. Và đánh chặn rất hay của Thái Bá Sang. Một pha phối hợp nách trung lộ cực hay của cao thủ Hoàng Anh Gia Lai. Và đó chính là một những sở trường của Minh Vương. Rất hay, Oseni. Phía trong đồng đội của anh là Xuân Mạnh đang đứng rất thoáng, nhưng Oseni đã không quan sát được. Điều chuyển cực hay của Phạm Văn Đức. Xem lại pha bóng này, Seni đã quay mặt ra phía ngoài và không thể quan sát được Xuân Mạnh ở phía trong. Và phù hợp cảm giác rất hay của cao thủ Sông Lam Nghệ An. Đây là Xuân Mạnh, có thể sút xa. Xuân Mạnh sút xa. Tuấn Linh quay. Trước đó thì Xuân Mạnh cũng rất xuất sắc với cú sút xa của mình, nhưng Tuấn Linh thực sự là rất hay cho pha bóng vừa rồi. Bảy người hết cỡ để đẩy pha sút bóng của Xuân Mạnh. Đi sút bóng vừa rồi của tiền vệ bên phía Sông Lam Nghệ An vào khoảng gần 30m. Độ chính xác của tiếng sút xa vừa rồi cũng khá cao. Olaha chân trái.
Và đứng vị trí rất hay của Mauricio. Mùa giải này thì đội trưởng của Đà Nẵng là Minh Tâm. Văn Thành cầu thủ quất bóng ngay. Cự ly để Công Phượng tung ra một cú vớt bóng đúng vừa rồi là rất thuận lợi. Thiếu phòng ngự không tốt hiếm hoi của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đến từ đội trưởng Quế Ngọc Hải. Rất vừa với tầm chân của Công Phượng trong pha bóng vừa rồi. Và đây là Phan Văn Đức. Đối mặt Mauricio không vào. Mauricio đã không làm tốt trong việc đối mặt vừa rồi với Phan Văn Đức. Và đi bóng và dứt điểm rất hay về phía cột xa. Vừa rồi là một tình huống mà có lẽ khung thành của Gia Lai đã bị trao đảo và xử lý tốt của Phan Văn Đức. Ta cùng xem lại tình huống này. Tình huống mà trung vệ Mauricio có lẽ phải làm tốt hơn. Cự ly mà Mauricio đứng để can thiệp Phan Văn Đức trong pha bóng vừa rồi là quá xa. Một lần nữa thì Huỳnh Tuấn Linh lại xuất sắc để cứu thua cho Hoàng Gia Lai. Pha đổ người quá hay của Huỳnh Tuấn Linh. Lúc này thì trong hiệp đầu tiên, cầu thủ chơi ấn tượng nhất đến với đội khách lại chính là thủ thành Huỳnh Tuấn Linh với hai pha cứu thua rõ ràng. Mùa giải năm 2021. Đánh đâu! Tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Đây là một kết quả hoàn toàn hợp lý rồi. Lần này thì Huỳnh Tuấn Linh đã không thể cứu thua cho Hoàng Gia Lai được nữa. Bàn thắng được ghi do công của Phạm Xuân Mạnh. Và đánh đầu rất hay của Phạm Xuân Mạnh đã giúp Sông Lam Nghệ An ở tỷ số của trận đấu này. Phút bù giờ, ở phút bù giờ đầu tiên. Có một phút bù giờ cho hiệp 1 và ở phút bù giờ thì Phạm Xuân Mạnh đã mở tỷ số. Rất bất ngờ nhưng cũng rất hợp lý. Sông Lam Nghệ An là đội chơi hay hơn trong hiệp đấu đầu tiên. Còn đối với Hoàng Gia Lai thì họ đang chơi rất bế tắc. Một lần nữa thì Gia Lai lại gặp rất nhiều khó khăn trên sân Vinh. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An mở tỷ số. Người lập công là cầu thủ mang áo số 7, Phạm Xuân Mạnh. Rất xuất sắc. Ta có thể thấy tại sao Xuân Mạnh lại xuất sắc vì anh đã có một tình huống không chiến thành công với Kim Đồng Xu. Đây là Oseni. Căng ngang, không vào. Bóng đã đến được vị trí của Phan Văn Đức. Rất đáng tiếc là tiền vệ bên phía Sông Lam Nghệ An đã không thể dứt điểm cho pha bóng vừa rồi. Rất đáng tiếc. Chỉ thấp một chút nữa thôi, rất có thể sẽ là 2-0 cho Sông Lam Nghệ An. Trong hiệp tiền đầu tiên, cầu thủ đã kiến tạo cho Xuân Mạnh ghi bàn và tỷ số đó chính là Phan Văn Đức. Sút xa, bóng rất căng của Michael Ola, gấp 4 lần so với Hoàng Gia Lai. Một trận đấu rất bế tắc của thầy trò huấn luyện viên Kiệt Thị Sắc tính cho tới thời điểm hiện tại, rất căng. Hồng Duy nguy hiểm, vẫn còn, rất may. Bàn toàn, không vào, bàn đầu, không vào. Cơ hội nguy hiểm nhất của Anh Gia Lai trong trận đấu này đã trôi qua trước mũi giày của Brandao. Ba tình huống dứt điểm liên tiếp, đầu tiên là tình huống tạt bóng hỏng của Hồng Duy. Nhưng nó lại là một tình huống rất nguy hiểm về bên cánh thành của Văn Hoàng. Rất may là với chiều cao của mình thì Văn Hoàng đã cứu thua được pha bóng đầu tiên. Đây là tình huống dứt điểm thứ hai của Văn Toàn. Và đây là tình huống dứt điểm của Brandao. Văn Toàn đã dứt điểm trúng đích nhưng bóng đi đúng vị trí của Văn Hoàng. Nhưng có lẽ là Brandao cần phải dứt điểm chính xác hơn. Cự ly dứt điểm của Brandao chỉ khoảng 8 mét thôi nhưng anh đã đá vọt xa, rất đáng tiếc. Rất khó trách Văn Hoàng ở trong tiếng đầu tiên khi pha tạt bóng của ông Duy là một tiếng tạt bóng lỗi. Rõ ràng là Công Phượng đã để bóng chạm tay thì trận đấu vẫn được diễn ra. Dứt điểm rất nguy hiểm. Văn Hoàng đã đổ người chính xác.
Gia Lai đã tấn công nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn và cơ hội đã đến với họ gần hơn. Đây là tình huống không chế bóng mà Công Phượng đã để bóng chạm tay một cách rõ ràng. Cánh tay của Công Phượng cũng dang rất rộng, và với những trường hợp của các tiền đạo như vừa rồi thì có lẽ là trọng tài Vũ Duy Lân cần phải thổi phạt cao thủ Hoàng Gia Lai, cụ thể là Công Phượng. Đánh đâu không vào, khá nguy hiểm. Và đánh đầu của Brandao, Mai Sĩ Hoàng, vẫn là Sĩ Hoàng. Rồi, căng ngang, không vào. Rồi, Đình Hoàng, không vào. Tuấn Linh đã xuất sắc một lần nữa để cứu thua cho cao thủ Hoàng Gia Lai. Pha vượt rất hay. Mai Sĩ Hoàng đã đưa trái bóng tới vị trí của Michael Olaha, tiền đạo người Nigeria đã dứt điểm trượt. Nhưng Đình Hoàng đã có mặt ở khoảng trống. Và dứt điểm của Đình Hoàng cũng là khá tốt. Bóng đi rất mạnh nhưng đúng vị trí của Huỳnh Tuấn Linh. Rất hợp lý. Và Văn Đức phải là Oseni. Quyết định xuống đây thì số là hay không. Một bàn thắng quá đẹp, quá đẹp của Văn Đức. Không thể tin được. Có thể Văn Đức có được phong độ tốt trong áo của đội tuyển Việt Nam, nhưng tại Sông Lam Nghệ An thì Văn Đức chưa bao giờ chơi tồi cả. Văn Đức luôn ghi được những bàn thắng rất đẹp như vừa rồi. Chúng ta còn nhớ bàn thắng của Văn Đức vào lưới của SHB Đà Nẵng ở mùa giải trước. Một cú vuốt bóng rất đẹp. Rất nhiều khán giả có mặt trên khán đài của sân Vinh đang rất vui. Bóng quá hay của Phạm Văn Đức. Bóng đi quá mạnh. Sân Lam Nghệ An thì Phạm Văn Đức luôn chơi quá tự tin. Phút thứ 68 và 2-0 cho các thủ Sông Lam Nghệ An. Sông Lam đang chơi quá hay. Brandao dứt điểm. Dứt điểm nguy hiểm của Brandao. Bóng đi chạy cột dọc. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hoàng Gia Lai. Trận đấu trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 3 của Naivo V-League 1 mùa giải năm 2022. Chủ lực bên phía Sông Lam Nghệ An đã về hỗ trợ phản ứng tốt như thế nào? Này thì tiếng còi của trận đấu của trọng tài Ngô Duy Lân đã vang lên. Chiến thắng 2-0 dành cho Sông Lam Nghệ An là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với những gì mà đội Xuân Nghệ đã thể hiện trong trận đấu này. Các bàn thắng do công của Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức, những tuyển thủ quốc gia đã góp công vào chiến thắng của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu này. Một trận đấu mà Sông Lam đã chơi cực kỳ thuyết phục